Chiều ngày 18 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh huyện Hữu Tháp làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng hội quán và cải tạo vườn tạp. Đoàn đến thăm, nắm bắt cơ sở vật chất, công tác dạy và học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Đắc Long, tình hình hoạt động của hội quán Đắc Hà ngày mùa. Đến nay, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắc Hà đạt những kết quả tích cực. Cụ thể, huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Hà Mòn được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục năm 2023, đạt 5 trên 16 tiêu chí huyện nông thôn mới. Về hoạt động của hội quán, huyện có 4 hội quán với 88 thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ, du lịch. Các hội quán chủ yếu sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ sản xuất và giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Về cải tạo vườn tạp, đến nay huyện cải tạo được trên 489.000 m² vườn tạp cho hơn 2.400 hộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đề xuất, giải pháp, tháo gỡ những khó khăn hiện nay của huyện Đắc Hà, như thiếu kinh phí đầu tư hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh và công trình xử lý nước thải sinh hoạt để đáp ứng tiêu chí môi trường. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học ở xã Đắc Long còn hạn chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đắc Hà trong việc xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ kinh tế xã hội và nhiệm vụ chính trị trong năm 2024. Đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương thời gian tới tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xây dựng kế hoạch cụ thể đưa xã Đắc Long về đích nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí còn lại để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới, linh động trong việc bố trí, đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo công tác dạy và học cho các trường khó khăn, triển khai hiệu quả các nguồn lực đầu tư của các cấp, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia. Về cải tạo vườn tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị huyện Đắc Hà tiếp tục sáng tạo cách làm, trồng các loại cây phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện đất đai, đồng thời hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc các mô hình.